vừa rồi thì mọi người đã được ngắm mặt hoa của cây kiều mở ga lúc mà nở ngay tại vườn em ha thì sau một cái mùa hoa rất rực rỡ thì cây hiện tại là đã bắt đầu là lên phát triển măng mầm lên nhìn rất là mướt mọi người cái à, thời điểm này thì anh em về trồng chăm sóc cây nó sẽ ngày càng nó tôi luyện và nó đẹp lên bởi vì mọi người biết rồi à, khi mà những cái thân tơ nó lên thì bắt đầu là cây nó trở nên là nhìn nó to và nó um sùm hơn mọi người nha à, và đặc biệt là cái cây này là cái cây chuẩn giống 100% và đã nở hoa ngay tại chậu hết rồi nên là anh em siêu tầm về thì chúng ta sẽ được sở hữu một trong số những cái mặt hoa lan kiều gọi là đẹp nhất hiện nay mọi người kiều mở ga mọi người nhé tức là cánh nó màu mở vàng, màu vàng mở ga và lưỡi nó cũng mở ga à, bình thường thì mọi người hay thấy những cái cây lan kiều rừng bình thường là hoa cánh trắng lưỡi vàng ha và kiếm được một cái chậu mở ga nó thực sự rất khó đặc biệt là cái hàng chuẩn giống như vậy và hôm nay thì em lên clip quay để cho anh em xem ngắm những cái chậu đẹp nhất ở trong vườn mọi người nha mọi người thấy không trồng rất nhiều nhưng mà chỉ có một cái hàng đây nè gọi là cái hàng gọi là em tuyển chọn đẹp nhất để em có thể là quay về chia sẻ giới thiệu giống cho mọi người Đây là anh em khi mà sưu tầm những chậu này thì rất đảm bảo là một trong số những cái cây đẹp nhất vườn mọi người ha rồi à, bây giờ em sẽ quay kỹ cụ thể từng cái chậu để mọi người có thể là ngắm được cái vẻ đẹp của nó nha Đấy, rồi mỗi một chậu như vậy thì bên em đang chia sẻ với giá là 300 trăm ngàn mọi người nhé lan kiều mở ga thì nó đắt hơn rất là nhiều so với những cái giống lan kiều rừng bình thường khác nên là nếu mà anh em chúng ta muốn sưu tầm thì chúng ta chịu khó đầu tư một tí mọi người ha à, nhưng mà nói chung giá 300 ngàn một chậu thì nó cũng không không quá mắc đâu mọi người không quá mắc so với một số loại cái lan khác và nếu nếu các bán chị mua ba một chậu thì giá 300 ngàn và à, nếu mà mua hai chậu nếu mà mua lần hai chậu thì bên em sẽ giảm giá thay vì 600 ngàn thì còn 550 ngàn cho hai chậu mọi người nhé à, nếu mà anh em muốn chơi số lượng nhiều về ngắm một lần nữa cho rất rỡ thì có thể liên hệ với em. Và à, giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển, phí vận chuyển tầm 3 40 000 do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng mọi người nha. À, thì à, mọi người thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tái lúc nhận hàng là được và được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận. Là à, đây mọi người xem này, cây nó phát triển lên măng mầm thân lá nhìn đã lắm, nhìn rất bắt mắt. Đấy. Và wow, đây những cái chậu này. À, nhìn đẹp cực kỳ ha, à, chung là làm à, trồng sẵn đẹp ở trong chậu rồi à. về mọi người mua chỉ biết là, là treo tưới thôi. À, mọi người mua thì em sẽ đóng gói vào thùng xốp em gửi đi mọi người nhé. Những cái chậu này thì sẽ được đóng gói vào trong những cái thùng xốp chuyên dụng, à, đóng gói dây rút đồ cẩn thận gửi đi để đảm bảo cho các bác chị khi mà tới nơi nhận hàng á thì à, sẽ à, nhận được cái hàng nó đẹp giống như là lúc em quay clip luôn. À, đấy. Nhìn vậy chứ cái việc mà đầu tư cái thùng xốp để gói cho cái cây lan an toàn nó cũng tốn phết đó mọi người Một cái thùng xốp nó còn tốn mấy chục ngàn á Nhưng mà vì cái chậu lan đẹp khi gửi tới khách thì em sẵn sàng em đầu tư mọi người cũng thêm mình trừ cái vốn mình ra mình đầu tư thêm vài chục ngàn nữa cho nó an tâm Gửi cây đẹp lan quý mà gửi tới nơi nó gãy dập thì nhìn rất là uổng Cũng tiếc cái công mình trồng nữa nên là cái việc mà đóng gói gửi lan luôn là cái đẹp em ưu tiên à, gọi là ưu tiên hàng đầu. À, nhiều anh em mua sưu tầm của em thấy đóng gói là cứ khen đó <laughs> khen đóng gói kỹ cẩn thận, bữa sau người ta lại tiếp tục người ta mua ủng hộ mọi người. Chứ mà mình gói qua loa cậu thỏa tới nơi cây gãy cái dập người ta mua được lần lần sau người ta chạy mất dép mọi người. Hoặc là có những khách khó tính người ta kiểm tra hàng xong, người ta thấy gãy dập người ta cho quay đầu về luôn nữa nên là cái công tác là đóng gói là an tâm nhất và đảm bảo và chuẩn cái mặt hoa mọi người nhé à, anh em mua có thể thấy là hoa nở tại vườn rồi nên là cái việc mà siêu tầm được cái cây mở gà chuẩn giống này thì rất là ok Đấy. rồi đó đó là những cái chậu mà đẹp nhất trong vườn ngày hôm nay thì em đã quay đi quay lại những chậu này rồi anh em mua thì sẽ là một trong số những cái chậu đẹp này nha. Rồi xin cảm ơn mọi người à, Em báo giá lại lần nữa ha Mỗi một chậu thì có giá là 300 ngàn Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, phí vận chuyển do bên vân vị vận chuyển họ thu tầm 3 40 ngàn mọi nha. À, và nếu mà mọi người mua hai chậu thì thay vì giá 600 ngàn thì sẽ tính giá là 550 ngàn thôi mọi người nhé. Giảm 50 ngàn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.